Hương Thơ và chương trình Chuyện Người Chuyện Ta xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Hương Thơ đã có mặt tại Winland Studio thuộc thành phố Westminster, nơi đây là nơi sinh hoạt của một nhóm họa sĩ gốc Việt có tên là họa sĩ Nam Kali Studio. Và hôm nay chương trình xin được gửi đến quý vị một câu chuyện về sắc màu và đời sống với phần nói chuyện Hương Thơ với họa sĩ Trương Đình Nguyên. Xin mời quý vị theo dõi thế giới hội họa qua câu chuyện này. Hương Thơ xin mến chào anh Trương Đình Nguyên. Dạ, chào cô Hương Thơ. Và rất cảm ơn anh đã tham gia cái chương trình Chuyện Người Chuyện Ta. Thường thường chương trình Chuyện Người Chuyện Ta, Hương Thơ nói về những vấn đề xã hội, đời sống gia đình, đến ngoài đường phố hay là cuộc sống chung quanh chúng ta. Nhưng mà bước vào cái thế giới hội họa thì đối với bản thân Hương Thơ còn nhiều điều mà Hương Thơ muốn biết lắm. Và thưa anh, câu hỏi đầu tiên là cái cơ duyên nào đưa đẩy anh đến cái nghiệp mà hội họa thưa anh? Cá nhân tôi thì mê hội họa từ nhỏ lắm. Nhưng mà cho tới khi mà tôi vượt biên qua đây là năm 1980 á, thì mới là vào trường art rồi mới học để mà học art rồi mà mở mang thêm cái kiến thức về cái chuyên môn về cái ngành hội họa. Vâng, thưa anh, Hương Thơ được biết là bất cứ cái lĩnh vực nghệ thuật nào hay là lĩnh vực nào trong đời sống, thí dụ như là âm nhạc, văn chương, thể thao, vũ múa, ít nhiều thì cũng có những cái năng khiếu đặc biệt bẩm sinh từ khi mình còn trẻ hay còn thuở bé nó đã phát hiện ra. Thì riêng về cái khía cạnh hội họa thì theo anh, làm sao mình phát hiện được cá nhân mình hay là người thân của mình khi còn bé, một đứa bé nó có những năng khiếu bẩm sinh về hội họa? Dạ, thật sự ra là ở cái lứa tuổi mà con nít á, khi mà bắt đầu biết quan sát á, thì cái đứa bé nó rất là thích hội họa. Đã bắt đầu khi mà cho tờ giấy vậy là cái bút là đã nguệch ngoạc rồi, nhưng mà làm sao mà phải keep phải giữ cho cái lòng mà đam mê đó nó sống hoài á, thì cái đó là cái vấn đề của phụ huynh. Nhưng mà cô hỏi về cái vấn đề năng khiếu thì đặc biệt là những cái người nào có năng khiếu thì dĩ nhiên là cái skill, cái khả năng của họ ngay từ nhỏ đã biết quan sát, đã biết vẽ, thì dù như đại khái mô tả chung quanh những cái vật thể chung quanh như tịch vật rồi vậy là đã biết cách vờn bóng như thế nào, đã có khái niệm một chút định về cái vấn đề phối cảnh rồi vậy. Rồi sau đó khi nếu mà được cái hoàn cảnh mà nuôi dưỡng tốt á, thì cái skill đó, cái khả năng đó sẽ được phát triển qua những cái trường lớp, thì lại là sẽ đã đi đến chỗ mà tốt đẹp hơn. Vậy là khi mà nhìn đứa bé hay một người nào đó mà có thể bắt chước một cái hình ảnh nào đó bên ngoài và vẽ xuống trang giấy là cũng là một cái năng khiếu có thể được phát huy, phải không? Đúng rồi, ngay từ hồi đầu á, là những đứa bé nó vẽ như là trong đầu nó chưa có cái ý thức nhiều về cái thế giới xung quanh. Thì dù như nói về xe hơi chẳng hạn, nói cái xe hơi là gồm có cái hộp xe và bốn cái bánh xe tròn, nhưng mà lúc đứa bé hằng chưa có khái niệm gì về cái xe hơi cả, nó phải biết, nó quan sát, nó nhìn, nó thấy chiếc xe và thấy cái bốn cái bánh tròn như vậy á, là đó là cái năng khiếu mà mình là phụ huynh thì hãy nhìn ra từ ngay từ nhỏ là đã thấy con mình nó có cái khả năng mà nhìn cái thế giới ở xung quanh để bắt đầu mô tả lên, đem một cái không gian 3 chiều vào trên không gian 2 chiều. Nhưng mà nếu mà được mà phụ huynh mà người ta hướng dẫn, nếu mà để ý hướng dẫn thì từ từ sẽ cho con làm quen với cách mô tả bằng đen trắng rồi bằng màu, học hoặc cách sử dụng màu rồi vậy. Và tôi nghĩ là ở bên này có Hương Thơ, cái điều đó nó rất là thuận tiện, rất là thuận tiện, dễ phát triển. Muốn bước vào cái thế giới hội họa, trước nhất cái điều quan trọng cần thiết yếu đầu tiên là phải có cái năng khiếu, và sau đó phải có sự hướng dẫn và học hỏi từ những cái kỹ thuật tiêu chuẩn căn bản đầu tiên, phẩm thưa anh. Dạ đúng. Vâng, và Hương Thơ, thưa quý vị, Hương Thơ cũng được biết là bên cạnh những sinh hoạt nghệ thuật về cái cạnh hội họa, họa sĩ Trương Đình Uyên còn là một mechanical engineer, tức là kỹ sư cơ khí. Thì thưa anh, có cái nối kết nào, cái sự gặp gỡ trùng hợp nào giữa hai cái nghề mà Hương Thơ nghĩ là nó hơi đối nghịch với nhau? Dạ đúng đó chứ.
thật sự mà chẳng có ai có một cái combination mà như vậy cả. Thật ngày xưa lúc mà tôi vượt biên qua bên này là năm 80 thì hồi đó tôi chỉ có đam mê hội họa thôi, nhưng mà hồi đó ở Việt Nam ở Sài Gòn thì còn khổ lắm. Do đó khi mình học xong hội họa rồi thì bà cụ bà không cho, bà muốn quay trở lại trường học một cái ngành gì mà đại khái là nó practical hơn, nó có thể kiếm tiền được. Thì cho tới bây giờ tôi cũng phải sống bằng cái nghề là đi làm về kỹ thuật, nhưng mà cái vẫn giữ cho mình cái đam mê về hội họa. Vậy hai cái nghề đó nó có gặp nhau ở điểm nào không? Có những cái điểm khá là có cái sự tương quan với nhau. Rất là buồn cười là thí dụ như đôi khi mình đi họp chẳng hạn, hay là mình có những cái dịp nói chuyện với customer và người ta đòi hỏi một cái số cái design nào đó mà người ta chỉ chớp nhoáng nghĩ trong đầu ra, thì lúc bấy giờ chưa có nghĩ ra được là làm thế nào để diễn tả một cách rõ ràng, thì người ta vẫn thường nói là một cái bức tranh thì hẳn có giá trị nhiều hơn là cả ngàn cái chữ nghĩa đó. Thì mình lại có thể sketch được ra, mình có thể phát thảo được ra cái ý đó trên tờ giấy để cho mình diễn đạt nó dễ dàng hơn trong những cái buổi họp mà về discuss và nói chuyện về những cái vấn đề mà design là vậy. Thưa anh, nói về cái lòng yêu nghệ thuật, Hương Thơ lại nhớ đến thiên tài hội họa Van Gogh. Mãi đến 100 năm sau khi ông qua đời thì những tác phẩm của ông mới được công chúng và giới nghệ thuật công nhận là một kiệt tác hội họa, và từng được trưng bày ở các bảo tàng viện và những nơi triển lãm gọi là nổi tiếng nhất thế giới. Vậy là theo anh thì chúng ta có thể sống bằng nghề hội họa không, hay là mình đợi 100 năm sau thì mình mới để cho con cháu hưởng lại những cái di sản đó? Dạ, thật ra là không có rất nhiều những người như là Van Gogh đã từng vẽ và cho đến khi qua đời thì mới nổi tiếng, mới là tranh, mới là bán được. Thì có thể là chuyện mà mình số với là cái tài nó có những cái tương khắc với nhau, như là ở trong ông cụ Nguyễn Du hay nói là chữ tài với là chữ tài một phần đó. Tôi cũng tin là cái mệnh số đó, nhưng mà như thế này, ngày nay thì cô Hương Thơ thấy không, nếu mà mình có tài thì rất dễ được phát hiện trên thế giới so với là cái thế kỷ thứ 17, 18, 19. Thời bấy giờ phải sinh ra lớn lên ở đất nước mà có cái sự mà trân trọng và nuôi dưỡng về hội họa như là ở châu Âu rồi chẳng hạn, thì họa hoàng lắm thì những cái tác phẩm hội họa của mình được đi vào những cái show lớn ở bên Paris rồi vậy thì mình mới có thể được biết tới. Nhưng mà bây giờ thì Hương Thơ thấy cái thế giới nó đã gần nhau lại qua những cái vấn đề, những cái truyền thông, truyền hình hay là computer. Do đó cái tài năng bây giờ thì hy vọng là dễ phát hiện hơn, và tôi nghĩ rằng nó sẽ người ta biết đến được dễ dàng hơn ngày xưa nhiều lắm. Nên hy vọng là cũng như mạng lưới toàn cầu. Vâng, nhưng mà nói tóm lại, sống ở nước Mỹ này, cái cá nhân Hương Thơ muốn sống với cái đam mê của mình qua âm nhạc hay qua truyền thông thì cũng phải làm một công việc toàn thời gian để mình có thể có đủ bổn phận với đời sống thường và có thể thực hiện những ước mơ của mình. Dạ đúng. Vâng ạ. Dạ. Thường người ta nói cái thi sĩ đó thì cái cơm, nghĩa là cái thơ nó không có nuôi nổi cái cơm áo, cái nợ cơm áo, nhất là mình ở sống trong cái cuộc sống mà mình phải bon chen vật lộn với là cái những cái điều kiện mà sống, thì nếu mà có được một cái các nghề các bạn thì còn được, con nếu không sống theo cái nghề mà mình lựa chọn là cái đam mê của mình như nghệ thuật chẳng hạn, thì nếu mà mình khi mình ra trường mình được làm những cái công việc mà có liên quan tới cái vấn đề hội họa, thì dù như mình có thể là một graphic artist chẳng hạn, hoặc là tranh của mình sớm được công nhận bởi công chúng là qua cái gallery, tức là nếu mình nói trong cái mainstream, cái dòng chính ở Mỹ, thì như vậy tôi quen cũng khá nhiều bạn ở Cali này, những người bạn Mỹ học ra trường ở trường Pasadena Art Center, họ cũng sống bằng nghề art luôn đó Hương.
thơ, tức là họ đã được công nhận bởi nhiều người qua magazine, qua gallery rồi vậy. Nếu được những cái gallery ở Mỹ nhận thì mình sướng lắm, tức là họ quảng cáo luôn cho mình luôn, mình tranh của mình dễ đi vào được cái công chúng hơn. Vâng, nói đến đây thì Hương Thơ lại nhớ đến câu là hạnh phúc nhất là mình được làm những gì mình yêu thích. Và khi mà Hương Thơ tìm và hiểu về họa sĩ Trương Đình Uyên cũng như nhóm Nam Cali, họa sĩ của Nam Cali Studio, thì Hương Thơ lên trang web và được có đọc những cái chia sẻ như là hội họa thể hiện sự trải nghiệm của tâm hồn, vẽ cho đời thăng hoa, vẽ để tri ân cuộc đời, hội họa là tình yêu vĩnh cửu. Và họa sĩ Trương Đình Uyên thì cho rằng cuộc sống ngắn ngủi mà nghệ thuật, nhưng nghệ thuật thì vô cùng. Đó là cái điều mà chúng ta đã cảm nhận được lý do tại sao những người yêu hội họa, những người có năng khiếu hội họa đã tìm đến hội họa. Xong vài thông tin thương mại ngắn, Hương Thơ và họa sĩ Trương Đình Uyên sẽ chờ chuyện người chuyện ta với chủ đề sắc màu và đời sống. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.